Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, chọn Mitsubishi Outlander Premium hay Hyundai Santa Fe 2.4 với giá 1 tỷ. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn! Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium 2020 và Hyundai Santa Fe 2.4 xăng tiêu chuẩn đều là những mẫu xe gầm cao 7 chỗ đáng chú ý trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Trong phân khúc SUV 7 chỗ ở tại thị trường Việt Nam, có sự góp mặt của nhiều mẫu xe như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay Mazda CX-8. Phần lớn những mẫu xe trong phân khúc này đều có giá bán niêm yết trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khoản ngân sách thấp hơn khoảng dưới 1 tỷ đồng, khách hàng vẫn có không ít sự lựa chọn đáng chú ý. Tiêu biểu trong số đó là Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium có mức giá là 950 triệu đồng và Hyundai Santa Fe 2.4 lít xăng tiêu chuẩn có giá là 995 triệu đồng. Hyundai Santa Fe thế hệ mới với thiết kế trẻ trung và trang bị khá nhiều tiện nghi, thường xuyên lọt top những mẫu xe gầm cao 7 chỗ ăn khách nhất. Đầu năm 2020 đã có lúc Santa Fe vượt mặt Toyota Fortuner để giành ngôi vị vua doanh số ở tại phân khúc này. Trong khi đó, Mitsubishi Outlander 2020 vừa ra mắt cũng mang những lợi thế riêng như ngoại hình được nâng cấp thể thao, bắt mắt hơn cùng giá bán cạnh tranh. Tổng thể ngoại thất Hyundai Santa Fe đi theo hướng lịch lãm và hiện đại. Phần đầu xe có thiết kế đèn ban ngày đặt ở phần phía bên trên và đèn pha đặt ở phía bên dưới. Đây là xu hướng tạo hình mới được nhiều nhà sản xuất áp dụng trên mẫu xe của mình trong thời gian gần đây, trong đó có cả Mitsubishi. Lưới tản nhiệt của Hyundai Santa Fe 2019 có kích cỡ vừa phải, hình lục giác với mặt lưới dạng tổ ong. Đi kèm là một số chi tiết mạ chrome cạnh ở trên mặt ca lăng và cản trước. Nhìn chung, thiết kế đầu xe Santa Fe 2019 cho cảm giác khá bắt mắt. Mitsubishi Outlander 2020 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng là bản nâng cấp giữa vòng đời. Outlander 2020 có một phần đầu không khác biệt nhiều bản tiền nhiệm, ngoại trừ một số chi tiết ốp, mạ chrome tăng lên đáng kể. Cụ thể, lưới đạn nhiệt của xe được làm cầu kỳ hơn với các lưới nhỏ sơn bóng thay cho hai thanh ngang đơn giản như trên phiên bản trước. Ngoài ra, xe còn có phần ốp chrome hình thang ở cản trước. Những sự thay đổi giúp Outlander 2020 trở nên thể thao và hấp dẫn hơn. Nhìn ngang, Outlander 2020 không thay đổi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài bộ vành đa chấu thiết kế mới, thân xe khá phẳng phiu, chỉ có một đường gân nổi chạy dọc phía bên trên tay nắm cửa. Trong khi đó, phần thân của Santa Fe lại tỏ ra bắt mắt hơn với các đường cắt tạo khối rõ ràng ở cửa và phía trên vòm lốp. Thiết kế phần đuôi của Santa Fe và Outlander đều cho cảm giác khỏe khoắn nhờ cản sau kích cỡ lớn, nổi khối và được mạ chrome dày bạc. Cái xe đều có cánh lướt gió phía đằng sau, giá thể thao và trên nóc anten dạng với cá mập. Ngoại hình của Hyundai Santa Fe mang đến cảm giác hiện đại, sang trọng, còn Mitsubishi Outlander vẫn giữ thiết kế trung tính, tuy nhiên được tinh chỉnh một số chi tiết để xe trở nên thể thao hơn. Bên cạnh đó, Outlander 2.0 lít CVT Premium cũng nhìn hơn Santa Fe sang tiêu chuẩn ở một số tiện nghi ngoại thất. Mẫu xe Nhật Bản có cụm đèn pha và đèn sương mù LED kèm tính năng rửa đèn, trong khi đó đối thủ chỉ được trang bị đèn ban ngày LED. Còn đèn pha và đèn sương mù vẫn là bóng halogen. Khoang nội thất của Mitsubishi Outlander 2020 được thiết kế đơn giản và có phần buồn tẻ, gần như không thay đổi so với đời xe trước. Màn hình giải trí kích cỡ 7 inch cùng các nút bấm điều khiển được gặt gọn gàng ở trung tâm táp lô. Cách tạo hình và bố trí cửa gió điều hòa cũng tương đối đơn điệu, không có điểm nhấn cho không gian cabin. Với lựa chọn kiểu hoàn thiện sơn đen bóng trên vô lăng của các chi tiết ốp giả vân carbon thay cho chrome tạo cho cabin xe cảm giác trầm hơn đáng kể khi tông màu chủ đạo của nội thất là màu đen. Trái ngược với đối thủ, Hyundai Santa Fe 2019 lại có thiết kế nội thất hiện đại và bắt mắt hơn. Từ cách tạo hình bề mặt ở phía táp lô, các cửa gió điều hòa cho tới khu vực bảng điều khiển của trung tâm cần số. Cụ thể, màn hình giải trí 8 inch của xe được thiết kế tách rời lên trên táp lô. Đi kèm hai nút xoay và cụ nút bấm
nằm bên trong khuôn hình thang thay vì dạng chữ nhật truyền thống. Cửa gió bằng điều khiển trung tâm, vô lăng và cần số đều có các chi tiết mạ chrome cho cảm giác rất sang trọng. Với các thông số dài, rộng, cao và chiều dài cơ sở tốt hơn đối thủ của Hyundai Santa Fe, mang lại không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn cho các hàng khách ngồi ở trong xe. Hyundai Santa Fe bản xăng tiêu chuẩn bị lược bỏ nhiều trang bị so với các phiên bản cao hơn như sạc không dây, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, ghế phụ chỉnh điện hay sưởi thông gió hàng ghế trước. Dù vậy, khi đặt cạnh Mitsubishi Outlander 2.0 lít CVT Premium bản cao cấp nhất, mẫu xe Hàn Quốc tỏ ra khá ngang ngửa về mặt tiện nghi nội thất. Outlander chỉ nhỉnh hơn một số trang bị như sưởi hàng ghế trước, mặc dù tính năng này không quá hữu dụng với khí hậu Việt Nam. Mitsubishi Outlander 2.0 Premium được trang bị động cơ xăng 2.0 lít cho ra công suất 143 mã lực, mỗi bên xoắn đạt 196 Nm, đi kèm một số vô cấp CVT và hệ thống dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe 2.4 lít bản xăng tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.4 lít công suất 185 mã lực, mỗi bên xoắn đạt 241 Nm, với cùng hộp số 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Xét về mức hiệu năng, Santa Fe mạnh hơn Outlander đáng kể và sẽ linh hoạt hơn đối thủ ở trong một số điều kiện vận hành nhất định. Đổi lại, hộp số CVT của Outlander mang lại trải nghiệm lái mượt mà, nhẹ nhàng và mức tiêu hao nhiên liệu tương đối tốt, 7,3 lít cho 100 km trên đường hỗn hợp. Cả Outlander 2.0 lít CVT Premium và Santa Fe 2.4 lít phiên bản xăng tiêu chuẩn đều được trang bị tương đối đầy đủ các hệ thống an toàn cơ bản, là phiên bản cao cấp nhất hiện đại của Mitsubishi nhỉnh hơn đối thủ chỉ một vài tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tay điện tử hay giữ phanh tự động. Với số tiền xấp xỉ bỏ ra 1 tỷ đồng, Hyundai Santa Fe 2.4 lít bản xăng tiêu chuẩn phù hợp với các hành khách chú trọng nhiều đến thiết kế, nội và ngoại thất, cần không gian sử dụng rộng rãi hơn 7 người. Bên cạnh đó, hiệu năng của động cơ của mẫu xe này cũng đáp ứng được đa dạng điều kiện vận hành. Trong khi đó, Mitsubishi Outlander 2.0 lít CVT Premium có ưu điểm ở mức giá bán cạnh tranh, cùng lượng trang thiết bị tiện nghi an toàn đầy đủ hơn đối thủ. Ngoài ra, ngoại thất của xe cũng được trau chuốt và trở nên bắt mắt hơn khi đặt cạnh phiên bản tiền nhiệm. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi, thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.